Xin chào mọi người, ơi, hôm nay mình sẽ làm món bún riêu mọi người. Bún riêu cua. Này cua thiệt nè mọi người. Cua mua trong Costco nguyên hũ này. Hũ này hình như 20 mấy đồng, mới quên rồi. Là mỗi khi mà làm mấy cái món súp cua rồi bún riêu rồi toàn mua cua này về không à. Ngon lắm. Chất lượng cao. Mình cho thịt cua vô đây. Rồi đây là có thịt heo nè. Mình trộn đều nó lên, đánh cho nó tơi tơi cái thịt cua ra cho nó hòa quyện vô ăn cho nó mới đã mọi người. Cái cục riêu cua ăn mới phê. Đấy. Giờ là mình đang làm riêu cua. Bước đầu tiên để biết sao mọi người ướp cho nó gọi là cho nó ngấm á. Đó. Nấu ăn thì mình sắp xếp sau đó cho nó hợp lý, cái món nào cái bước nào nên làm trước thì làm. Ví dụ mấy cái bước mà ướp thịt đồ làm trước ha. Rồi rau rồi các thứ thì mình rửa sau cũng được. À, trong thời gian mình chờ cho nó thấm thì mình đi rửa rau đồ. Mình đánh cho nó tơi ra cái thịt cua. Ui, quá đã luôn rồi. Cua này mình cũng không biết người ta lấy cua gì, nhưng mà thịt này thịt ở cái càng á mọi người. Ngon lắm. Kiền cua Costco luôn. Mai mốt nấu súp cua nữa. Mai mốt quay nấu súp cua ha. Lâu rồi cũng chưa ăn súp cua. Nãy mình đang quay thì mình mới quên là chưa bấm máy mọi người. Thì mình đã hoàn thành xong cái phần riêu cua rồi. Lúc nãy mình cho vào đây 2 quả trứng. Sau đó mình cho cái hũ gia vị bún riêu này nè. Cái này của Thái. Mỗi lần mình nấu bún riêu mình hay dùng cái loại này. À, cho nó vào nó thơm lắm luôn á. Mình trộn đều lên cho nó ngấm. Trời ơi, nghĩ sao đang quay cái mà cái máy nó không có chạy mà cũng không biết luôn. Cái khúc lúc nãy đó. Tại vì mình quay từng công đoạn là mình cứ tắt máy xong rồi bật máy vậy đó. Nên là lâu lâu quên, khổ khúc tâm ghê luôn á. Rồi, đó. Rồi bây giờ mình chuyển qua công đoạn khác này. Là luộc bún ha. Luộc bún thì có cái nồi sẵn đây rồi, nấu nước sôi lên. Bún mình dùng của hiệu Ba Cái Tre. Này là nấu bún riêu giả chiến đó mọi người. Nấu sương sương vậy thôi. Giờ mình nấu nè mọi người. Mình phi vàng hành tỏi lên. Cho cà chua vào. Cho một chút xíu mắm tôm. Mắm tôm Bắc nha mọi người. Một chút xíu thôi. Từng này thôi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Cho vào đây một ít đường phèn. Một ít hạt nêm. Xíu nước mắm. Nó gần lăn tăn sôi rồi, cái mình vớt bọt ra mọi người. Nấu món này nhiều bọt lắm. Bọt của cà chua này, rồi xíu nữa cho riêu cua vô nó cũng bọt nè. Hãy bọt quá trời. Mình vớt bọt ra ăn cho nó đẹp mắt. Nói giờ nó sôi ào ào rồi đó. Nó sôi rồi thì mình cho riêu cua vô. Đấy, mình sẽ nhắc từng cục như vậy nè, cho vào đây. Cho thịt sống vô là nó lại hạ nhiệt xuống. Giỏ thì xô tiếp đi con. Mệt quá. Xô dữ thằng xô đó thấy chưa. Thả 3 cục vô là im lặng liền. Rồi nó lại sôi nữa rồi. Mình sẽ cho huyết vào. Huyết heo mọi người. Đó, cho vào là mày khỏi sôi nha. Mày á bưởi. Nó lại sôi nữa rồi. Cái bắt đầu mình sẽ bỏ đậu hũ vào.
đậu hũ thì nó cũng mặc kệ, nó cũng cứ sôi đó mọi người, tại đâu phải thịt sống này kia đâu. Ủa chứ nãy giờ mình nói gì trời, thấy khùng khùng sao, riết rồi khùng luôn. Đó, xong nồi bún riêu nha mọi người ơi. Giờ thì mình sẽ nêm nếm lại cho nó hợp khẩu vị, cái bắt đầu mình dọn ra mà. Oh yeah, tắt bếp, xong. Rồi mọi người ơi, mình chuẩn bị ra ba tô bún này, rồi có hành ngò lên trên, ở đây là rau này, có hoa chuối, rồi gì hà canh, rau canh giới, giá đỗ, rồi một ít rau thơm. Ở đây là mình cho một chén mắm tôm với ớt này, chắc có lẽ cậu với cả là chồng mình không ăn được đâu, chắc là mình ăn mình cái món này là mình ăn mình á, nhưng mà bún riêu có mắm tôm ăn mới đã mọi người. You ready, Uncle Rick? Sure. So no tofu for you, huh? No. Okay. Cậu không có ăn đậu hũ, cậu không thích ăn đậu hũ. Cái mình không lấy đậu hũ cho cậu. Cái tô này là tô của chồng mình lấy cho ông hút trước này. Tô chồng mình nhiều bún, còn cậu thì cậu ăn ít bún mọi người. Mmm, so good. And the tomato. Huh? And the tomato. Rando tomato? What do you mean? I'm picky. You're picky? Yeah. Đây, đây là cái tô của cậu ít bún này. You eat, you want more crab meat? No, just a little. I'm not that hungry. It's fine. Oh, that's more than enough. No tomato? Yeah, no tomato. Ôi giời, cậu cũng không ăn cà chua luôn, không thích ăn cà chua với đậu hũ. Just a little soup. Có mỗi nước, nước lèo rồi. Perfect. Rêu với lại là bún này. Ok, đó, cậu ăn vậy đó. Mm-hmm. Yeah. Okay, you want blood? Sure. How about Uncle Rick? You want blood? No. No. Hỏi cậu có muốn ăn huyết không? Oh, looks pretty hot. That's a chili paste, huh? Mm-hmm. Looks hot. Yeah. I'll try a little. Maybe a little more. Làm mix thumbnails. Okay, ready? Ready? You guys ready? Yeah. Trời ơi, it's so spicy, Uncle Rick. It's okay. It's not joke. Trời ơi, cậu bỏ quá trời cay luôn. He's about quên to be joking. Okay, thumbnail. He's about to be loving it. Okay. Are you sure? Yeah. It's not like you think. Mm, I'm going for it. Rồi, mời mọi người nha. Mời mọi người. You can put some veggie if you want. What is that? It's just some kind of, how do you say it? So this is a banana flour, and I'll we try, cut it. I'll try a little bit. And go. Lettuce. There we go. And some kind of Vietnamese. Mm-hmm. Meat. Some mint. And you like this? Bean broth. Bean sprouts. Bean sprouts. Definitely. Bean broth. Wait. I'll put some bean sprouts. Yeah. Do we have enough? Yeah, we have enough. Friend. Oops, there you go. A few more. There you go. And here's a stinky sauce if you no, want, no, but no, I. No stinky. No stinky for me. Okay, mời mọi người. Yeah, let's see if we need it. Mmm. It's gonna be super spicy. Yours. No chopstick? No, not today. Trời ơi. Ăn bún ăn bằng đĩa mà. Chopstick slow me down. Cậu ăn bằng đĩa. Mmm. Lần đầu tiên cậu ăn bún riêu Việt Nam mọi người.
Your first time trying it, huh? Yeah, that's pretty good. Mom. It's more than pretty good. It's really good. You should try the blood. No, thank you. No. It's good. How bad? I'll take your word for it. Yeah. Nice, nice. Spice goes a long way. Just a little spicy. Bit. Spicy. Mm-hmm. Spicy, very nice, eh? It's very good. See? You spiced it too much. Huh? No, I got it. Here we go. I got look it. At him. It's under control. Bây giờ cay mới ngấm nè. It's under control. I just need a little bit more soy sauce. Wow. Yeah, I like soy sauce. What kind of Vietnamese soup are you trying to eat? What kind of bún riêu is that? You know, food's just like, it's just like everything I like, nice and hot. Mm-hmm. It's good. Huh. Mm-hmm. Nay cái mặt mình sau gần 3 tuần liền đó mọi người. Nó hót luôn nè. Hót thái dương với hót với cái mặt này. Nhưng mà không giảm ký. Mình nay ăn quen rồi, không có đau nhức như hôm bữa nữa. Nhìn mặt ốm vậy thôi, với mình nhìn xong rồi cái khung xương nó thay đổi ấy, nên nó hấp vô thôi, nhưng mà người mình vẫn vậy mọi người, nó không có giảm ký một tí nào hết đó. I said, since I have a braces, my face look thinner, like skinnier, I mean. You know why? Because the braces do that. No, it's because you haven't been eating so much food, so your face is skinnier. What? Yeah. What did you just say? It's because you haven't been eating so much food. No, I did. No, you don't. But like, you know, I'm not losing weight, all right? Sure you are. Still same. Well, I don't know. I don't look at you, so I wouldn't notice. That's you not know something it. I notice. Only Randall would know that. Yeah. Mm-hmm. It's good. It's like, oh, it's a good noodle soup. Oh yeah. He's afraid of it though. Look. No, I'm not afraid of it. He ate it. I just don't want no. I don't want no mint. I'm not afraid of anything. Oh, you don't like the mint, huh? No. Cậu cũng thích ăn cái rau canh giới này nè. Là Mỹ người ta mấy cái rau thơm Việt Nam người ta ăn không có quen lắm nè. Nhưng mà cậu lại thích ăn giá đỗ với lại là khoai bắp chuối. Yeah. It's very good. I'm getting full though. Really? Sure. I killed it. Tô này cũng bự á. Chồng mình gần no rồi kìa. Mình tô vậy đó.
lấy cho cậu ít chứ, tại vì cậu không ăn được nhiều đâu mọi người. Thử rồi, cậu thử sương sương thôi mọi người. Ngon sao sắc. Thôi tự nấu tự khen nữa nhé. Tasty. It's definitely an exotic experience. It's good. An exotic experience, huh? Yep. How exotic it is. This is home food, huh, babe? Mm-hmm. Ooh. Spicy. Just have to have a very open mind. It's very delicious. There she is again. She kills another one. She killing it. Ooh, oh yeah. Oh yeah. It's very good. Mm. You're lucky. Yeah, I'm lucky. Most of the time. Most of the time, I'm lucky. Wow. Spicy. I ate a chili. Tati, ooh, damn, so spicy. Mm-hmm. Not joke. No joke. No joke. Mm-hmm. Mmm, I feel burned. Oh. Well, everything went with it there. It just kind of went. It was very good. I'm good. Oh, yeah. You done? He's done. No, I'm done. I'm finished. Okay. You want some orange for dessert? Not really, not right now. No, I'm not. Full, huh? Yeah, I'm full. Cậu ăn hết luôn rồi, trừ mỗi cái rau này thôi. Oh, God. Nước súp. Gone. Two soup. Soup. Này, đưa ra một chén nhỏ vậy cho cậu thử này. Cái cậu thấy ok là cậu mới ăn một chén lớn, một tô lớn rồi mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Yeah, I had to start early, I was hungry. Alright. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo với mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye. See you. Xin chào. That's a wrap. Is it wrap? Is it? Like that? No, I went like this. This is how, like, they like to have their picture taken. Goofy, huh? Yeah. He's always goofy. Uh-huh. The women love me out there, I know it.